tu viên mà mau lên nhất là phục vụ ai biết không? Phục vụ những chúng sanh hung bạo. Cái này bất ghê nè. Các vị coi, có nhiều người ta nói câu phải phục vụ Phật Bồ Tát công đức mới lớn. Chuyện này nói chi nữa, thấy không? Thì phục vụ Phật Bồ Tát thì cái chuyện này quý vị đâu có dễ tìm. Bây giờ ở cái cõi đời này nè, là chúng sinh mà hung bạo dữ dằn, nghinh ngang. Nói đây để cho quý vị thấy cái chặng lễ Vô Giới Quan Âm này quý vị sẽ thấy nhiều. Nó phục vụ những chúng sanh đó đó mới là công đức lớn. Vì sao? Vì mới thật sự khảo đảo mình là có phải người tu hay không. Nó chưa. Nó. Nên tất cả quý vị bây giờ chuẩn bị lễ Viếng Quan Âm á, ngồi suy nghĩ chỗ này, gác chân lên trán suy nghĩ. Phát nguyện chư Phật Bồ Tát, quỳ trước Phật Bồ Tát nha. Nam mô A Di Đà Phật. Sắp sửa lễ tới, số lượng người về sẽ đông lắm, đa dạng con người. Nam mô A Di Đà Phật. Con cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho con phát cái tâm đại từ đại bi, đại hỷ đại xả. Để con phục vụ chúng sanh hết lòng hết dạ. Dù gặp những chúng sanh có đối xử với con như thế nào, con cũng quyết định phục vụ họ cho tới bờ, tới bên. Không? Nghiệp chướng của con nó nặng nề vô cùng, mới sanh đến cõi ta bà này nhiều quế trượt. Nên con cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho con cái cơ hội để phục vụ chúng sanh hết lòng hết dạ mà vui vẻ không buồn phiền. Nam mô A Di Đà Phật. Thấy không? Nên còn mỗi người mà làm việc phục vụ Tam Bảo nghe, quy chức Phật Bồ Tát phát nguyện, quỳ đây nè, phát nguyện nghe chưa. Còn Đại Tùng Lâm thì kiếm chánh điện nào quỳ. Quỳ mình nêu lên chức Phật Bồ Tát. Rồi bây giờ chưa tới lễ mà cái tâm vui mừng chuẩn bị lễ, chứ không phải là nói sao mau tới lễ. Hiểu không? Thấy người ta về ào về sách vỏ đồ tá lả âm binh vô ban vô cơm nước đồ hộp cơm đòi lấy ba hộp bốn hộp tứ tung lang tan giành giật xô đẩy té lộn mèo gãy găng. Bản thân của mình đã phát nguyện phục vụ chúng sanh rồi, mình đừng có nói câu gì mà họ cái này kia, chứ mình chỉ có Nam mô A Di Đà Phật. Con đã phát nguyện trước Phật Bồ Tát rồi, hôm nay chúng sanh có thử thách con như thế nào, con cũng mang tâm hỷ xả. Nam mô A Di Đà Phật. Nhớ. Đó. Nhớ. Quý vị tu được hay không tu được, quý vị là được cái sự rèn luyện của những ngày lễ mà người ta về ào ào. Có những người Phật tử thuần thành ta đến đây tu lâu, có những người mới đi tu, hoặc là thấy người ta đi đông quá đi theo chơi. Đúng không? Đó. Rồi thêm cái vị gặp nè, tự nhiên nó đi trước mặt mình miếng trước mặt nguyên đống đờm bự cho bá. Trong lòng của mình nghe, trong tâm mới bị lúc đó nghe dùng cái thứ gì đâu, vừa giấy cái mặt thấy ghét đi chùa. Đó đó bị tội rồi đó, thấy chưa? Đúng không? Mình gặp trường hợp nói đây cho bị gặp đó, đừng nói chuyện diễn chứ. Đúng không? Người ta không có mền đắp gì mà dành hai cái. Mấy tu mà dành hai cái, ta không đủ cơm ăn lấy bốn hộp, xong ăn không hết đem cơm thiêu đưa cho mình, tức không? Tức chết mồ luôn, đừng nói chuyện giận chơi. Tức thì hết phước, còn nó ta làm nó hết phước kệ nó, mình dạy rồi mà, hiểu chưa? Đó là giữ cái tâm để phục vụ chúng sanh được hay không đó. Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo, cái nhân địa của ngài tu quá dữ dằn, nên cái quả địa của ngài mới thù thắng ở thế giới Cực Lạc. Nghe không? Giờ mình muốn cái nhân địa của mình tương lai ở thế giới Cực Lạc thì phải làm sao? Mình phải nhiệt tình phục vụ chúng sanh chứ làm sao? Đúng không? Nó
Vì thấy thế giới cực lạc nó vui vẻ an lạc. Bây giờ người ta chưa về cực lạc thôi, mà ở cái cõi đời người ta đang ở cái cõi này. Ta làm bao nhiêu việc cực khổ mỗi ngày, lo âu đủ thứ chuyện mà người ta còn cừ được. Thấy không? Ta còn cừ được. Thì biết thấy vậy là ta có sự an lạc rồi. Đó. Có nhiều người ấy, chỉ có hai vợ chồng đứa con thôi mà cái mặt có ngày nhăn nhăn như con khỉ ăn ớt. Hôm nay ta đông y gì mà ba điểm chùa gần 2.000 người, quý vị nói trong cái thời cuộc này mà lo cho 2.000 người làm bao nhiêu chuyện, nó đơn giản lắm sao? Đâu phải chỉ lo con người không mà còn làm tùm lum chuyện, tùm lum chuyện hết chứ, nhớ không? Đó. Nên nó quá đơn gỡ liên tục, cứ lụm lá đơn hoài. Đơn tính tiền. Quý vị nhớ á, khi mà chia sẻ bào pháp mà quý vị vỗ tay trước là quý vị là công đức lớn. Tại quý vị phát tâm quan hỷ trước mấy người kia ké. Mấy người ké thì công đức nhỏ hơn, phước báo nhỏ hơn. Mấy người mà phát tâm thù thắng á là vỗ trước. Hiểu chưa? Không mà cả vỗ tay mà khi mình vỗ dữ quá mà lúc không có quan hỷ mình cũng vỗ, nó có chừng bị ghét. Nó không đúng nơi đúng chỗ. Thí dụ như bây giờ lúc ta la sùm, nó không có cười chứ cái mặt nó nghiêm mà đi vỗ tay. Nó không đúng chỗ đi chưa. Nó nên cái lúc mà vui gì cái tha hồ mà vỗ. Vỗ cho tiêu nghiệp luôn á. Không? Cái công năng vỗ tay nó giúp cho nghiệp chướng tiêu trừ. Nghiệp chướng tiêu trừ, tim mạch được lưu thông. Thì cái vỗ tay làm tim mạch lưu thông. Nhà khoa học đã thí nghiệm rồi, ta gửi giấy cho nhà khoa học thí nghiệm thử. Vỗ tay được lợi ích gì? Nó nói là tim mạch lưu thông, nghiệp chướng tiêu trừ. Nghe không? Làm tâm hưng khởi. Người hát người giảng pháp được hưng khởi tâm mà giảng mà hát. À, hay ghê. Quan trọng. Nên mình muốn về thế giới cực lạc thì cái nhân địa của mình ở cõi đời này mình phải có cái tâm lượng lớn. Bây giờ nói cái tâm lượng lớn không biết làm sao, mà cái tâm lượng lớn làm sao đây? Tâm lượng lớn là làm sao? Là cái duyên của mình sao mình nỗ lực hết mình vậy là tâm lượng lớn. Còn cái người không có duyên chứ kêu họ tâm lượng lớn là sao? Người không có duyên chứ niệm câu ai là Phật cầu sanh cực lạc là tâm lượng lớn. Thấy chưa? Không có duyên vậy chứ mà. Còn bây giờ bị có duyên bị vô một ngôi chùa to gì rồi người ta ở đông y như vậy thì vì chân thật phục vụ chúng sanh đi. Khi bị phục vụ chúng sanh gì mà bị giảng sanh thì cực lạc đó. Khi bị chở gì cõi ta bà này độ sanh là ta theo bị ta nghe pháp ào ào. Mình nghe pháp ào ào luôn. Nó, có một vị cao tăng này tu hành đắc đạo mà cả đời không độ được một người luôn. Không độ một người nào hết. Vì sao? Không có duyên với chúng sanh. Nó. Nên quý vị ở ngôi chùa mình là duyên phước quý vị tăng cực kỳ nhanh. Tại vì sao? Có nhiều con người để mình phục vụ. Nói mà mình gặp người ta mình chắp tay A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình gặp ai cái mặt vui quá thì mình A Di Đà Phật. Mình có những người mình xá họ mặt không có vui, mình xá họ mà họ nghiêm, mình A Di Đà Phật, mình bình thường. Trả lại chút thôi. Được không? Có mà. Có. Nó, có những người ngộ lắm, bây giờ mình miễn cưỡng cũng có. Tại vì mình chào họ mà cái mặt họ đầm đầm vậy, thì mình làm sao mà cười nổi với họ. Mình cười thì nó cái duyên, cái nhân duyên nó không phù hợp. Nên mình gặp mấy gương mặt đó thì mình A Di Đà Phật. Đúng chưa? Phù hợp đúng chưa? À, còn gặp mấy người mà cái mặt ta vui thì mình gặp người ta A Di Đà Phật. Thấy chưa? Mà cả ngày như vậy mà cả chùa này bị làm nhau vậy đi. Thì duyên phước bị như vậy cỡ nào chưa? Thì khi bị giảng sanh thì cực lạc trở lại thì trước nhất giảng pháp bao nhiêu người nghe nè. Chứ làm sao?
Đó. Ví dụ giờ chùa này cực kỳ đông, gì đi bị bắt một cái bóng đèn thế nó cũng hơn chùa khác. Thì chùa này đông, còn chùa khác không có người nào chứ bắt bóng đèn lên thì nó gọi sáng sủa mà không ai đi. Vậy thì bị kết duyên với ai trời? Chỉ bắt bóng đèn rồi không có ai đi qua chứ. Ôi là bị kết duyên với bóng đèn. Thì nhiều đời nhiều kiếp sau bị có bóng đèn mà không có ai ở trong bóng đèn đó chơi. Tại vì không có duyên với con người. Còn bây giờ quý vị ở đây bắt bóng đèn thì bao nhiêu người đi qua đi lợ. Bóng đèn nè, gọi xuống, đi qua lợ, đèn sáng quá, đèn sáng quá. Thì người ta đi qua đi lại, cái tâm người ta không sợ ma là tu hạnh vô ý thí. Hiểu chưa? Bắt bóng đèn là tu hạnh vô ý thí. Nên mấy cái người mà thường bắt bóng đèn cái chỗ tối tâm mà ta đi ngang ta bình yên đó, cái người này sau này từ từ cái tâm trạng nó thiệt là an lạc. Hiểu chưa? Đó. Thêm cái nữa mình bắt bóng đèn cho người ta đi sáng sủa, cái trí mình sáng. Nó bây giờ thí dụ như cái thờ mà chưa có đèn điện thì cúng dầu, cúng đèn cho bằng thờ Phật thì sáng. Bây giờ bắt đèn điện còn sáng ác hơn nữa. Thấy không? Nên từ nơi đó bây giờ đổi qua thời cuộc phát triển bóng đèn điện. Đó, vậy coi bây giờ mấy anh em bắt ở bên Đại Tùng Lâm từ từ. Năm nay mà Tết thì coi Đại Tùng Lâm rực rỡ như thành phố. Không? Vì cái bóng đèn này ai bỏ tiền ra không biết, nhưng mà mấy anh em là người bỏ công ra làm. Mà làm như vậy thì ngày tháng đi qua bao nhiêu người được hưởng ánh sáng, duyên mấy anh em sẽ được lợi ích cực kỳ lớn. Nên cái ngôi chùa mà đông người đến tu hành, mà cái việc gì mấy anh em làm là gieo nhân thù thắng, gieo nhân rất là thù thắng. Ví dụ như bây giờ đi, mấy anh em bắt một cái ghế để cái chỗ đó mà quanh năm không có tên nào ngồi hết chứ, sao chịu thủ để cái ghế mà không ai ngồi chứ sao có lợi ích trời. Cái ghế để hoài có ai ngồi đâu mà lợi ích. Nó nói đến chỗ này bởi vì bắt ghế phải xem địa điểm. Thí dụ như bây giờ đi đem một cái ghế để cái chỗ không có ai ngồi, để ghế gì à? Và để một cái ghế mà để ngay cái lùm. Vì chơi này vẫn ác địa, ác đạn quên đó là ác địa. Nghe câu này hiểu chưa? Cái ghế bị để ngay cái lùm cây, bị tạo điều kiện cho trai gái rồi đó, nó ngồi nó hung với nhau. Hiểu chưa? Trai gái nó lỡ nó hung với nhau thì do cái nhân địa bị để cái ghế ngay chỗ đó, nó bị tạo điều kiện cho nó. Nó đi vòng 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 nó kiếm cái ghế nào cái lùm cây mà không ai đi qua để lỡ nó ngồi. Cái bị để ghế ngay chỗ đó là nhân địa bị tạo điều kiện cho nó. Tạo nghiệp hung hít trong chùa. Tội bị nặng lắm, chứ không có gì giỡn đâu. Đó. Nên mình để ghế mình phải coi cái chỗ nào đừng có lùm. Cái chỗ nào mà nó chống giải đàng hoàng mà để cái ghế, đem cái ghế để trong lùm chi hả? Nó mấy anh em nghe cái vụ này mới cẩn thận nè, ghê gớp, thấy không? Nó nên cái này là cái tỉ mỉ từng chút đó nghe. Nên mình gieo cái nhân mà nó có cái quả thù thắng. Phải nhìn được đi vòng vòng xung quanh chùa ha. Mình nhìn chỗ nào mặt tiền ha. Buổi chiều hay buổi sáng đó mình coi cái vị trí đó nhiều người ngồi ha. Mà chỗ này không ai ngồi chứ mà ghế để hoài chống lỏng. Để làm mẫu chứ không ai ngồi chứ. Thấy không? Đó. Thì mình á phải đem lại cái chỗ mà có nhiều người ngồi cho ngồi trước đi. Lễ lộc đông quá thì nó mới ngồi thì mình dờ lại. Thì lúc đó nó cái ghế này nó mới có trọng lượng. Nó mới có kết quả. Thấy không? Nên cái gì cũng vậy chứ, mình đã tạo ra mà không ai dùng là mình không có phước, không có duyên. Ví dụ như giờ ngôi chùa Hòa Thượng mà xây ra gì mà nhiều người ở tu thì cái phước duyên Hòa Thượng cực kỳ lớn. Nên quý vị thấy Hòa Thượng mình không càng ngày ngày già mà ngày đẹp, phước lớn. Phước lớn quý vị ơi, vì tạo tự ra mà nhiều người ở tu phước mới lớn. Bây giờ xây ngôi chùa này mà không ai tu, không có phước. Tại vì không ai tu nhưng làm gì có phước. Thấy không? Cái đồng tiền nó đổ vô quá nhiều mà không ai tu sao có phước. Bây giờ đồng tiền đổ vô nhiều nhưng mà cái công năng người ta tu nó vượt qua cái đó luôn. Phước báo lớn lắm.
Giống như giờ một cái nhà cắt lên mà có người ta ở liền là phước báo nó có liền, gọi là chỗ quả đó quý vị. Nhân quả kế bên sát, hoa nở thành quả liền, là kết quả rồi. Mà một cái nhà cắt lên mà không ai ở, vậy thì gieo nhân mà không biết chừng nào chỗ quả. Nhưng mà cuộc đời mình khi còn sống mà nhân quả có liền là mình xách đi luôn, xách đi. Còn bây giờ mình gieo cái nhân mình để đó, mà bây giờ khi mình chết đi rồi cái thành quả mới có người ta làm. Vậy thành quả này người ta làm, người ta làm chứ không phải thời của mình làm. Nên khi mình còn sống là mình phải nỗ lực, thành quả mình phải tạo. Thành quả mình phải tạo. Tất cả người trong chùa phải tạo thành quả. Thí dụ như giờ mình là người Phật tử, hay mình là một bà cụ trong chùa bình thường thôi, gặp nguyên một phái đoàn người ta lỡ thăm chùa, gặp phái đoàn người ta lỡ thăm chùa, tự nhiên ha, mình ngồi ngay băng ghế, lúc đó mình niệm Phật từ từ, cầm cái máy cầm ngồi để dưới bấm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nhìn thấy phái đoàn đi ngang ha. Còn tóc thì vuốt, sửa cổ áo đàng hoàng, ngồi ngay thẳng lưng lên, ngực ảnh chứ, ngồi ha, tay chắp lên ngay ngắn nha, máy bấm số A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Xong đoàn sắp sửa đến gần mình, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Để cho phái đoàn đi ngang nó thấy công nhận bà già phải siêng niệm Phật thì ghê chứ. Thấy không? Vì người ta thêm cho người ta nghe nữa. Mà mình niệm mà cái mặt mình nhìn vô cái máy bấm số, chứ mình đừng có niệm mà mình A Di Đà Phật. Thấy không? Vậy là nó lộ liền. Nó biết được là mình là diễn. Mình phải nghiêm túc, thẳng lưng, ngực ngực ổn phía trước một chút. Xong tay bấm số đưa cao lên chút, đeo máy niệm Phật, thấy không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đó. Đoàn đi qua xong mình trở lại bình thường. Đó. Gọi là diễn đúng nơi đúng chỗ, có người đang coi. Còn tao qua rồi thì mình diễn cho mình coi thôi. Thấy không? Mình niệm Phật bình thường thôi, đúng không? Duyên phước quý vị nghĩ về người ta đó mà duyên phước lớn chứ gì chứ nha. Hiểu không? Duyên phước lớn. Đó. Ví dụ như vị vô trong nhà ăn, vị ngồi đi, nguyên một đoàn thể này ngồi trong nhà ăn ăn cơm mà im re phăng phắc, không nói chuyện một câu. Người ta bước vô một cái, ôi, đông người ăn cơm không nói chuyện một câu nữa, trời, im gu, thấy không? Ai bước vô một cái người ngồi ăn cơm mấy chú đồ quan sát, ồ, có phải đoàn đến, âm thầm đi ra, dẫn vô, ngồi xuống, bước ra nói, nơi này ăn cơm không nói chuyện. Quý vị muốn nói chuyện gì hay gặp quý thầy, một chút ăn xong gặp sao nhớ. Không. Dặn dò ta đàng hoàng, dẫn vô. Xong nguyên một nhà ăn phân phát không nói chuyện một câu. Nhiếp độ người ta. Công nhận chùa này quy tắc đặc biệt trang nghiêm quá. Đó. Còn mình lên chánh điện, mình ngồi, mình nghiêm túc, mình ngồi, mình tu đàng hoàng. Niệm Phật hô hạ được, mắt nhìn tượng Phật. Nam mô A Di Đà Phật, 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 Nam mô A Di Đà Phật. Biết sao mà lắc vậy chưa? Sao niệm Phật mà còn lắc chưa? Không biết hả? Không biết phải không? Tại vì con mắt này không lắc thì nó nhắm mắt nó ngủ. Nên mình càng phải lắc. Tại vì sống ở cõi này là sống động mà. Nó không động thì nó không sống không nổi. Người mình phải động, nên niệm Phật cũng phải động, gọi là sống động. Ai hỏi tại sao
Niệm Phật mà lắc gì nó là sống động. Cõi đời này sống động. Thầy dạy sống phải động, nên niệm Phật cũng phải động. Không động cũng bắt nó động. Nên niệm Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Miễn sao đừng ngủ thôi. Ngủ mới thất bại. Ngủ là tiêu rồi. Còn mình làm gì để mình đừng có ngủ. Hiểu chưa? Bây giờ mình làm gì mà làm sao ngủ được? Còn mình ngồi mình im gu giống như mình định vậy đó. Mà ưa ngủ gục là nhìn xem quanh có ai nhìn mình nữa. Kỳ cục vậy đó. Đã ngủ rồi mà còn sợ ta nhìn. Ngủ rồi còn kiêu ngạo nữa, còn sợ ta nhìn ta cười. Có ai nhìn cái là bắt đầu ha. Vài câu rồi bắt đầu. Còn có nhiều người mà miệng rộng những đứa còn xấu ác đạn nữa. Kinh khủng chưa? Nên từ nó đó mình đã ngủ rồi mà mình còn sợ người ta cười chi. Nên bản thân mình thà động. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thấy không? Mình làm chút mình vượt qua cái ngủ. Nó có cơn. Mình không vượt qua cái cơn đó sao hết. Cái gì cũng vậy chứ, cái gì mà cái cơn đến là phải cố gắng vượt qua. Có nhiều loại cơn lắm. Hiểu chưa? Nó, thằng kinh cũng có cơn nữa. Lâu lâu có cơn một chút. Nhiều loại cơn lắm. Nó phải quyết chí vượt qua. Niệm Phật cũng vậy. Khi niệm Phật mà buồn ngủ quá thì mình biết cái cơn buồn ngủ đến rồi. Bắt đầu mình lắc lìa chứ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chút tỉnh beo. À, chứ mình mà đã biết cái cơn buồn ngủ đến mà mình còn ngồi im im. Rồi cuối cùng phập luôn. Thua. Hiểu không? Nó phải háo hức lên. Niệm ra tiếng, háo hức lên, mười công đức niệm Phật lớn tiếng. Đánh tan hôn trầm vọng tưởng, ngủ gặt. Niệm Phật lớn tiếng hay lắm. Khi xá Phật, xá xuống. Hiểu không? Mà khi mình xá xuống cái tay, con mắt mình nhìn theo cái tay mình cho nó chiều hướng phù hợp. Chứ đừng có xá xuống hỏng mắt. Trời là tao. Có quay động viên cái bà đó tàu vô bà xá Phật. Bà xá xong bằng mắt bà làm nè. Quay nhìn thấy ghê, ra con ma. Ghê con ơi cái gì. Khi mình xá Phật là cái tay này, con mắt mình phải nhìn theo. Nó chiều hướng phù hợp. Thần kinh mình nó cũng nhẹ. Còn mình xá Phật mình xá xuống bằng mắt mình. Ở ngược lên là thần kinh nó căng thẳng. Hiểu chưa? Nó xong là mình bật người ngay ngắn đàng hoàng mình mới quỳ. Chứ không phải là vừa xá mà vừa quỳ đâu. Có nhiều người làm biến ngộ lắm. Xá rồi cái xá xong thôi, xá xuống rồi gần cái đầu gối quỳ luôn phức cho gọn. Cái đó gọi là không phù hợp với cách lễ Phật. Xá xong cái trở lại nhận thấy thẳng người bình thường rồi mới quỳ xuống. Đúng không? Mà khi mà niệm dứt câu mà nghe một tiếng keng, lại xuống xá. Thẳng người ra, lại xuống. Nó kéo xương sống mình cho nó hết dứt như sống. Máu não mình nó bơm lên trên não mình, máu nó bơm lên não cho nó tỉnh táo, ít hôn chậm. Chứ mình mà tu mà bây giờ mình chắp tay ít cỡ nào cho nó cũng ngay ngắn đàng hoàng. Chứ đừng có lên chánh điện mà chắp tay mà giống bị què. Có nhiều bà Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Mà cái tay quẹo vậy nè, cái tay quẹo này có không? Có tay quẹo không? Chắp mở tay quẹo vậy nè. Tay quẹo vào cái mặt nhìn đấy. Vừa lại là, mà cái tay quẹo vậy là thường sáng gì không à.
Không có đúng rồi. Nên xác ở đó bởi vì ngủ là phải rồi. Cái xác người ta xác, người ta xác xuống. Cái móng tay người ta đụng gần tới cái chân đứng của người ta, đụng vô chân đứng luôn. Nó xác xác vậy đó. Còn mấy bà già không nổi thì vừa vừa, chứ mà nghe lời thấy bụt quất cái gãy xương sống luôn mất công. Hiểu không? Nó mình xác là đàng hoàng chứ gặm cái tay quẹo gì mà à. Thua, hiểu không? Nói vậy biết rằng cái nhân địa của Đức Phật A Di Đà, nhà tu hành cái nhân địa lớn lao quá. Cái quả địa ngày lớn gì, bây giờ mình chỉ người ta nó dễ hiểu gì nè. Là cái tâm địa mình cũng lớn, mình chỉ đơn giản cho người ta được kết quả thì nó mới đặc biệt được. Nên tất cả các anh em nhớ, cái gì mà mình nói đơn giản người ta dễ nghe là cái đó là dễ tiếp nhận, tâm lượng nó mới lớn. Còn mình nói những cái văn tự chánh kinh, chánh văn, kinh, hoặc là những cái văn tự trong Phật học, người ta nghe có được gì đâu mà người ta được lợi ích. Mình nói cái chuyện lợi ích nhất để cho người ta đỡ động não. Cái thời cuộc này người ta đã động não nhức đầu muốn chết vì làm ăn, cơm ăn áo bận rồi mà giờ mình còn nói cho người ta suy nghĩ nữa, mệt quá. Nên mình tính làm sao khỏi suy nghĩ. Nói đơn giản dễ hiểu, hiểu không? Đừng có nói cao xa. Nó có cái ông huynh đệ, ông giảng mà gì, cái quyển kinh bự mà Vô Lượng Thọ. Rồi ông giảng như đứa gặp ông như đứa hỏi, ông giảng ông có hiểu không? Nó dạ không. Ông giảng không hiểu nữa. Vậy ông giảng chi vậy? Trời ơi, ông giảng mà còn không hiểu nữa, kêu người ta hiểu. Giảng gì đâu mà chờ dưới đất, tôi nghe tôi tưởng đâu là toàn là bí mật không à. Giảng mà toàn là bí mật không à. Nói toàn là những văn tự bí mật không à. Nó chịu thua. Ông nói sao mà ông bật mí hết trơn cho người ta coi đi, cho người ta nghe đi, để người ta được lợi ích. Chúng sanh bây giờ người ta bận lắm, ông nói cho người ta nghe liền đi, người ta thích nghe. Mà giảng cái ít thôi cho người ta dễ nghe, để làm chi? Để cho người ta có thời gian đi làm kiếm tiền cúng dường cho mình. Chưa? Có gì thấy phù hợp chưa? Có chủ nhật là do người ta về. Chủ nhật ta về tại chùa, ta đi tiền xe cộ quá trời, tốn kém, ta nghỉ ngơi, người ta đi lỡ, người ta tu. Không lẽ mình nói nửa tiếng mình nghỉ, người ta nói trời ơi, đi lỡ đây mà bao nhiêu chuyến xe qua, bao nhiêu cái đèn đỏ, trốn chồng, trốn vợ mà đi, bây giờ lỡ đây nghe có nửa tiếng thầy cũng nghỉ. Không có phù hợp với cái công đi của người ta. Tôi lỡ đi tôi vớt 2 tiếng luôn. Phật tử thấy thầy quá nhiệt tình. Quý vị, đó. Còn mình giảng mấy cái bài pháp mà mỗi ngày cho người ta nghe, mình giảng từ nửa tiếng đủ lại thôi, để người ta còn đi thời gian đi làm ăn thì người ta mới có tiền đi chùa. Mình giảng nhiều quá người ta nghe, người ta bỏ công ăn việc làm, chồng đánh thấy mù. Nó tại thầy giảng rồi còn bị chồng đánh tối ngày, nên thôi nghỉ đi chùa luôn. Nghỉ đi chùa giết mình hút gió xong. Hiểu chưa? Nó mình phải tính, làm ăn mà phải tính. Nó vậy biết. Giống có cái ông đó là ông gặp với Đức nói: thầy ơi thầy, tôi thấy thầy đi tu khỏe quá à, có làm gì đâu mà tối ngày ai cũng cầm tiền cúng với thầy. Chứ nói vậy ông đi tu đi. Tôi khỏe lắm, ông cố gắng đi tu đi này. Gia duyên bận bịu chưa tu được. Nhưng Đức nói vậy mà cũng nói hay đó, xạo. Ngon quá sao không đi tu đi, hiểu không? Nó có nhiều người nói nè: trời ơi mấy ông thầy chùa mấy ông giàu lắm, xe cộ đụng đi rầm rầm. Ừ thì mấy ông đi xuất gia thử coi có xe nào đi không. Cứ chừng đi xuất gia xe đạp cũng có đi nữa chứ đừng có chuyện giỡn chơi. Trời ơi, cái bộ nói người xuất gia nào xuất gia cũng ngon hết, nhiều tên xuất gia mà đói meo chứ đừng nói chuyện giỡn chơi. Hiểu không? Đâu phải ai cũng được gì đâu, phải biết áp dụng cái pháp của Phật, hiểu không? Nó có nhiều người nói công nhận ông thầy này, nghe ông xuất gia ông tu mà công nhận ông kinh doanh giỏi thì sợ trời. Nói thì bằng ngon mà kinh doanh giống ông là được không? Cũng phải có cái đầu tổ chức dữ lắm nó mới đạt được cái trình độ đó. Nên mỗi người nó đều có cái hay hết trơn. Cái hay thì nó có thượng trung hạ, tùy quý vị chọn cái hay nào phù hợp quý vị.
Hiểu không? Nhớ kỹ nghe. Học Phật làm sao mà mình thông được cái tâm mình á, thì mình học Phật có, Phật có lợi ích lắm. Vì coi nè, bây giờ cái cõi này của chúng ta nó cực khổ quá trời rồi. Bây giờ dù có tiền đi chăng nữa cũng phải lo chuyện này chuyện kia tùm lum. Mà quá có tiền nhiều thì sợ ăn trộm giết nữa, khổ nữa, bận tâm đúng không? Bây giờ quý vị hỏi tất cả những người giàu họ có khổ không? Danh lợi đầy đủ có khổ không? Nó ở cõi này còn mang cái thân này là còn khổ à. Bây giờ quý vị nghe nè, cái thọ dụng ở thế giới cực lạc nè. Hồi nãy giờ ta phân tách bao nhiêu chuyện cho quý vị nghe đó. Bây giờ tới cái chuyện mà về thế giới cực lạc. Vì sao thế giới cực lạc mà đặc biệt hơn các quốc độ khác? Nghe nè, nghe cái là mê liền, muốn về cực lạc liền nè. Mà kinh này đã từng tụng qua rồi, mà bây giờ đọc lại cho quý vị nghe. Chương 19, thọ dụng được đầy đủ. Vòng vòng mà chưa có đọc được cái gì chứ mà ta đã cười. Thấy chứ, cái này mới là giảng pháp số 1. Nãy giờ vòng vòng chưa đọc được gì chứ mà cứ chờ nghe. Cái gì đầy đủ đây đó. Những cái mà dữ dằn thì phải để phía sau. Chờ đợi nãy giờ nghe cái gì đầy đủ. Hiểu không? Giờ nghe nè. Lắng nghe không? Lắng nghe. Nghe không? Lắng nghe một cái là tự nhiên phát tâm muốn về cực lạc liền. Trời ơi, ai cũng đang nghe chuẩn bị ghê. Hiểu không? Bữa nay bởi vì nghe cái đoạn kinh này là bị lấy vốn dư giả. Cả đời mà niệm Phật muốn về cực lạc đi. Chỉ có quốc độ cực lạc tốt quá mà sao không về? Ở cái cõi này khổ quá mà có hưởng cái gì được bao lâu? Chết sao hưởng? Giàu cỡ nào cũng hưởng được bao lâu? Đẹp, đẹp được bao lâu? Đẹp được bao lâu? Có nhiều bà già ở đây đã từng đẹp rồi đó. Bây giờ còn đẹp không? Nó nói như vậy nó mới quay lại cái đoạn kinh này, chứ không mới vô đọc cái thôi gì vậy? Không, nên từ nữa đó. Rồi mấy ông cụ đây cũng từng đẹp trai nè. Nhiều ông cụ này ngày xưa cũng là đẹp trai vô cùng, nó tứ đại tài tử ở Trung Quốc không bằng. Không, nó còn nhiều cô đây ngày xưa là tứ đại mỹ nhân ở Trung Quốc cũng không bằng, điêu thiền còn phải sách giỏ gì nhà. Đúng không? Bây giờ mà nét đẹp ngày xưa nay còn đâu? Cô nhớ không? Cái nét đẹp ngày xưa, không nhiều bạn ngồi đây, nhiều bạn ngày xưa đẹp lắm. Nét đẹp ngày xưa nay còn đâu? Thấy không? Đó. Tiêu à, tiêu điều. Nà. Rồi của cải vật chất bây giờ cũng chia chác cho con cháu hết trơn. Rồi con cái bây giờ có vợ có chồng, lập gia đình riêng biệt hết trơn. Còn một mình, có khi hai vợ chồng già ngồi nhìn như hai con khỉ già. Đó. Rồi một ngày nào nè đưa tiễn ông đi, rồi mình lại khóc lóc, mình trở thành một con khỉ cô đơn. Thấy chưa? Thấy đau lòng không quý vị? Đau lòng xót dạ chưa? Nên những người mà giàu sang phú quý nên suy nghĩ những lời nói này, để tìm một con đường đi về. Bây giờ như Đức hỏi vị, tại sao cái người tu cầu sanh cực lạc không sợ chết? Vì sao? Vì người ta có chỗ đi về nên người ta đâu có sợ chết. Đúng không? Bây giờ như Đức hỏi vị nè, từ đây đi ra ngoài đó vị thấy đường vị đi, đã đi qua nhiều quận hoặc là đã biết đường rồi thì vị đi vị sẽ không sợ. Nhưng cái người mà chưa từng đi người ta sẽ sợ. Vậy thì cái người niệm Phật mà cầu sanh cực lạc, cả đời gầy dựng công hạnh tu hành, niệm Phật sanh cực lạc, vì sao không sợ chết? Nói chỗ này ở lên quá, lên quá nó dội. Ờ gái cho nó nhẹ tông, nghe không? Ờ ơi. Nhớ
là vì chúng ta có con đường đi về cực lạc. Mỗi ngày niệm Phật, nương vào bổ nguyện của Phật để đi về cực lạc. Vì Đức Phật A Di Đà ngày phát nguyện niệm ta, ta rước. Nên mỗi ngày mình dùng cái công hạnh niệm Phật phục vụ chúng sanh hết lòng hết dạ. Nên mình nghĩ tương lai Phật A Di Đà rước mình về cực lạc. Bây giờ mình còn sống ở cõi đời thì mình nhiệt tình phục vụ chúng sanh, khuyên họ tu hành cầu sanh cực lạc. Còn lúc nào mình ra đi thì Phật A Di Đà rước mình về cực lạc. Mà mình mỗi ngày lại mong mỏi Phật rước mình về cực lạc. Vậy thì cái chuyện mà tới khi thọ mạng chết, bất cứ một cái nghề nghiệp, hoàn cảnh nào mà chết thì mình không có sợ. Vì mình nghĩ mình đi Phật rước, đúng không? Nên người niệm Phật cầu sanh cực lạc không sợ chết. Tại sao người ngoài đời lại sợ chết? Vì họ không biết đi về đâu. Họ không biết chết đi về đâu. Mà cái tâm không biết đi về đâu nên họ núm níu người thân, núm níu của cải, dính mắc người thân, dính mắc vợ chồng. Nên cái sự xa lìa, Phật nói là xa lìa khổ. Nên khi họ xa lìa với nhau họ cực kỳ khổ. Và chết không biết đi về đâu nên họ mới sợ chết. Vì thấy học Phật hay như vậy, vì sao không học Phật? Đó. Còn mình chết mà đi về cực lạc là mình được thọ dụng đầy đủ. Nghe nè. Lại nữa A Nan, vì sao Phật gọi A Nan mà nói? Vì A Nan là đa văn đệ nhất, nên nói cho A Nan nghe là A Nan sẽ truyền tải lại những văn tự này. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, A Nan trùng tiên lại. Nên thường kinh giáo là câu đầu tiên nói rằng là tôi nghe như vậy. Điều là tôi nghe như vậy là tôn giả A Nan hay đệ tử của Phật đều nói câu là tôi nghe Phật nói giảng, bây giờ tôi nói lại. Thấy không? Tôi nghe như vậy. Nên Phật mới gọi A Nan. A Nan là đại diện, là tại vì ngài là đa văn. Đa văn là tất cả văn tự của Phật giảng ngài đều nhớ hết. Khi mà tôn giả A Nan đi tu thì Phật đã thành đạo mười mấy năm. Nhưng mà khi mà tôn giả A Nan làm thị giả thì tôn giả A Nan thỉnh cầu Phật tất cả những kinh giáo mà Phật đã từng giảng, thì Đức Phật nên thuyết giảng lại một lần cho tôn giả A Nan nghe. Mà tôn giả A Nan có khả năng nghe qua một lần là hoàn toàn nhớ hết. Gọi là đa văn đệ nhất. Nên mới gọi A Nan để làm gì? Sự việc chứng minh sau này tôn giả A Nan thuyết giảng lại, nên gọi là lại nữa A Nan. Nữa là có nghĩa là việc này quan trọng. Thấy không? Nghe nè A Nan. Nghe là A Nan. Ý nói là quý vị ở dưới cũng như A Nan, hãy nghe để mà nhớ nghe. Nó gọi là lại nữa A Nan, nghe nè A Nan. Người thấy chưa? Này quan trọng lắm á nghe. Chúng sanh đã sanh, đang sanh, sẽ sanh qua nước cực lạc đều có hình tướng đẹp đẽ, đoan nghiêm, phước đức vô lượng, trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại, tất cả thọ dụng đều đầy đủ cả. Đặc biệt không? Quá tuyệt vời. Tương lai sanh về cực lạc đều có hình tướng đẹp đẽ. Đẹp. Không già, không bệnh, không chết. Đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nó hình dáng đẹp đẽ. Tất cả những người nữ đây, những bà cụ già, bà lùng, bà lé, bà hô, bà súng, ông lùng, ông lé, ông hô, ông súng, tất cả gì đó đều thăng tướng, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, y gan Phật A Di Đà. Đoan nghiêm, phước đức vô lượng. Đoan nghiêm là con người này quá đẹp. Nó gọi phước đức vô lượng thôi. Chữ vô lượng là chữ viên mãn đầy đủ, không có thiếu hụt một chút nào cả. Trí huệ sáng suốt, thần thông tự tại. Trí huệ và thần thông là cái năng lực con người này đi độ sanh mười phương khắp pháp giới. Trí tuệ, năng lực, thần thông. Thần thông là năng lực làm việc, năng lực độ sanh, năng lực nhẫn nại đều viên mãn. Tất cả thọ dụng đều đầy đủ cả. Cái thọ dụng là sự hưởng thụ hoàn toàn đầy đủ, không thiếu một chút gì cả. Quá tuyệt vời. Không về cực lạc nữa, đi đâu? Thấy chưa? Không về cực lạc đi đâu? Bây giờ nè, nghe nữa nè A Nan. Nghe nữa nè A Nan. Nghe mê mà về cực lạc nè.
Thấy không? Nghe mấy cái đoạn này mê lắm, cái đoạn này chuẩn bị kết thúc chương trình. Lắng nghe, thấy không? Cung điện, nó thấy chưa, nói tới cung điện là nói nhà đó. Vì đây nói nhà nhưng người ta đây nói cung điện. Tại vì sao? Vì những bậc trí tuệ, nếu vì thằng thông đạo lực này phải ở đâu? Cung điện. Cung điện là vì sao văn tự này nói là cung điện? Vì những bậc vua chúa ở cung điện muốn tôn xưng cái người ở thế giới cực lạc là sang trọng như vua chúa, để người ta dễ hiểu hơn. Chứ nếu mà nói về văn tự ở cực lạc mình không có khả năng biết được, nên nói ra cái văn tự cung điện để mà phô diễn cái người ở thế giới cực lạc sang trọng như vua. Hiểu không? Nó cung điện phục sức, hương hoa phan lộng, đồ dùng trang nghiêm tùy ý mà có, nghĩa là đồ vặn, phương tiện sử dụng, xe cộ, xe hơi, máy bay đầy đủ luôn. Ý nói gì cho mình dễ hiểu quý vị, nghĩa là nó quá đầy đủ rồi. Ước là có, ước là có. Rồi nghe mà mê gì đâu. Không. Đồ dùng trang nghiêm tùy ý mà có, chúng sanh cõi đó muốn ăn thì có bát bằng bãi bao tự nhiên hiện đến. Ghê, đúng là quá đặc biệt luôn. Thì thấy không? Ê coi nè, với đầy đủ cả trăm món uống ăn, tuy nói thức ăn nhưng thực không ăn, chỉ ý thọ dụng, sắc thanh hương vị, sắc lực tăng trưởng. Tuy là nói ăn uống nhưng mà nói về cái chuyện ăn để làm chi? Vì mình đây ham ăn quá. Nó rõ ra Đức Phật A Di Đà, bởi vì mới nói là ngài là cực kỳ modern luôn, xịn sò luôn, góc độ cực kỳ sâu sắc luôn. Biết cõi ta bà thờ mạt pháp, phát triển về kinh tế, con người người ta ngồi ở đây mà biết thế giới bên ngoài, năng lực họ cũng không đơn giản, nên Đức Phật A Di Đà cũng phô diễn giống họ luôn, để cho họ nghe, họ thấy cái thế giới cực lạc còn dữ hơn cái sự phát triển của cõi đời. Mà mới nói là Phật pháp đi vượt thời đại, nguyên lý nó là như vậy. Ở đây dù mình có giàu cỡ nào, ăn thì giỏi lắm chén xịn xịn chút thôi, chứ làm gì chén bằng bảy báo. Không có chén bảy báo đâu. Được không? Được không? Được không? Bây giờ ở đây có giàu cỡ nào, giàu sang cỡ nào sang, dám chơi chén bằng bảy báo không? À, nhưng Đức nói chỉ có Phật A Di Đà ngài mới giàu cỡ này thôi. Cái chén ăn cơm thôi mà cũng chơi bằng bảy báo. Ý nghĩ coi chắc bộ đồ mình bật không thật. Nó xịn cỡ nào ông nội ơi. Hiểu chưa? Nên á, cái giảng tình độ là nó mới đi vào nhân sinh gì nè. Nghe mới thấy hấp dẫn. Đúng không? Quý vị biết anh không? Phật A Di Đà ngày xịn cỡ nào chưa? Có ai mà chơi sang như Phật A Di Đà không? Không có ông chủ nào ở cõi này mà sang Phật A Di Đà chứ. Nhưng Đức ở đây có cố gắng thì chăng nữa cũng là chén bình thường. Có chén nào mà nó là bảy báo được chứ. Cả bản thân những Đức với Hòa Thượng còn chưa có chén bằng bảy báo ăn. Đừng nói cho mấy bà cụ. Biết chưa? Vậy đó mà Phật A Di Đà ngài đưa lên á, một cái phương tiện sống ở thế giới cực lạc cho quý vị nghe, mới thấy mê chưa? Từ năng lực thần thông, từ trí tuệ, mọi mặt vô cùng đầy đủ luôn. Bây giờ nói tới chén bát, chuẩn bị ăn là chén mà phải báo bay dèo dèo đến. Rồi 100 món thức ăn rét trên bàn. Mà tất cả những đồ ăn này không phải ăn, mà cảm nhận hưởng hương vị sắc. Rồi tự nhiên con người sắc lực tăng trưởng, tất cả những cái sự đói khát tự biến mất. Rồi trí tuệ phát sinh, con người nó an lạc tự tại, ăn vô không bị khó khăn cái bụng. Nếu mà thế giới cực lạc mà cái vụ mà ngồi mà cầm cái chén lên ăn thì phiền phức nữa rồi. Vì sao? Vì ăn vô thì phải đi vệ sinh. Mà thế giới cực lạc mà còn đi cầu nữa, thôi chịu thua, không có nói cực lạc được. Nó hiểu không? Mà quý vị biết rằng á, đây là một cái phương tiện của những chúng sanh mà đớ nghiệp giảng sanh mà còn vọng cảnh. Cái vọng cảnh hiện ra thì tức khắc có những sự việc đó.
Nhưng mà Bồ Tát đến để an tâm cho họ, tức khắc tâm địa đó biến mất liền. Công nhận tuyệt vời, quá hay. Thấy chưa? Đó, muốn ăn là có ăn, muốn bận là có bận. Thần thông tự tại, trí tuệ, năng lực quá trời lớn luôn, viên mãn luôn, thấy không? Quá tuyệt vời mà, thấy không? Tuy nói thức ăn nhưng thực không ăn, hay chưa? Tuy nói thức ăn nhưng thực không ăn, phải nghe rõ nghe. Chỉ ý thọ dụng sắc thanh hương vị, sắc lực tăng trưởng. Cảm giác thôi mà, cái sắc là nhan sắc của mình, cái lực là cái sức khỏe của mình tăng trưởng. Sắc đẹp và năng lực tăng trưởng mà không thấy ăn. Còn mình ở đây đói bụng mà không ăn là bụng rụng tại chân quá, đói quá, thấy chưa? Chứ sao? Thử đi, cho đi bắt đèn đồ làm đồ hàng đồ buổi trưa cà phê xong đem tới vậy. Chú nào chạy qua quê liền quay ra đem vài cái bánh rồi coi, đói bụng muốn chết luôn, làm từ sớm giờ ở trong lo ăn không, không nghĩ tới tao chút nào hết chứ. Tao xanh xao vàng giọt xăng xì lên rồi cho mày biết, đúng không? Tao mới là phải biết cái tính, mày biết cái tính tao chưa? Tao mà đói là tao xăng xì lên chữ sùm luôn. Bây giờ có mày bị xăng xì là đói, đói dễ xăng xì, căng thẳng thần kinh nặng nề, tay chân bủng rủng, ép tim muốn xỉu. Mà đói quá đói mà ăn dồn dập vô, ăn xong đau bao tử. Thấy phiền chưa? Thấy cõi này phiền chưa? Còn đây thế giới cực lạc nè. Tuy nói thức ăn nhưng thật không ăn, mà nhưng mà hưởng hương vị thôi mà. Sắc là nhan sắc của mình thì hưởng hương vị nhan sắc đẹp lên, hào quang chiếu. Lực là năng lực của mình, trời nó sảng khoái, không thể nào tưởng tượng được, nghe không? Nó tăng trưởng là cái sự phát triển về sắc và sức. Hay chưa? Ồ, thế giới cực lạc tuyệt vời vậy đâu quý vị. Đó. Không có đại tiện, ha ha. Rõ ràng không có đại tiện. Đại tiện là gì? Đại tiện là đi cầu. Tiểu tiện là đi tiểu. Thế giới cực lạc không có đi cầu là đi ỉa. Không có đi tiểu là đi đái. Không có những thứ này. Nếu có những thứ này thì làm cho thế giới cực lạc bị dơ quế. Giảng dọ rõ ràng dễ hiểu luôn, thầy công nhận không? Nó nghe mà mê thế giới cực lạc luôn. Bởi vì phải về cực lạc thôi. Thăng tâm nhu nhiến, đó là cái thăng tâm của mình nó nhẹ nhàng, thoải mái, nhu nhiến mà. Còn mình đây mình thô tâm là mình căng thẳng. Còn thế giới cực lạc là thăng tâm nhu nhiên. Nhẹ nhàng, thoải mái quý vị, hiểu chưa? Không đắm trước vị. Ý nói là ăn uống cảm giác đó, nhưng không đắm là không mê. Tại vì mình ở đây mình ăn xong mình mê, mình ăn cái gì ngon rồi là mình nhớ hoài, không cho mình ăn là mình tức. Hiểu không? Thì cũng vì mình mê nên ngoài đời á, người ta khi muốn kêu mình làm cái gì, người ta nói à, anh cố gắng làm đi, chúc cho anh con gà với thùng bia. Mình làm muốn chết, chạy tay chạy chân mình được con gà với thùng bia. Là mình đắm trước vị, là đắm hương vị thức ăn. Còn người ta thế giới cực lạc hưởng xong không có đắm vị, mà người ta đắm vào pháp chứ không phải đắm vị ăn. Nên người ta thăng tâm nhu nhiến, là vì không đắm trước vị nên thăng tâm mới nhu nhiến. Không? Đó. Nghe nghe vòng vòng mà thấy thích đúng không? Nó nghe thấy mê mà, tôi biết. Không? Khi đã dùng xong các món ăn uống tự nhiên biến mất. Tha, cái này mà tuyệt vời. Nè, ăn xong tự biến mất, còn mình ở đây làm sao? Rửa chén, dọn dẹp. Rõ ràng không? Ở đây ăn xong còn rửa chén, còn dọn dẹp, còn bưng bê. Mà không ai dọn phụ thì tức chữ sùm. Tao nấu ra xong, tao bưng bê ra xong, nó ăn, nó xách mông, nó đi việc. Chưa ngươi. Ok. Nó khỏe gì đó mà nó ăn xong nó không rửa cái chén phụ. Tao nhìn con nhỏ này rồi tao biết con nhỏ này nè, nhà làm biến gì lắm đó. Vô đây không phụ chùa chiền cái gì chứ nghe. Thầy Dương Quang cũng nói thầy nghe nghe. Nói thầy nghe con nhỏ này không có được. Hiểu không? Còn bên kia thì Liên Thanh nè, thầy Lăng thầy con nhỏ này nè, nhỏ này nè, ăn xong là không bao giờ dọn dẹp phụ cái gì chứ. Ăn xong là xách cái mông đi vậy tự nhiên. Bao nhiêu ngày tháng ở trong chùa thì không bao giờ phụ cái gì chứ nghe. Coi lại đi, thấy không được. Thấy chưa?
Đó. Nó phiền phức nên mới có chuyện phiền phức. Còn ở đây ăn xong thì tự nhiên bát chén gì biến mất đi quên giờ, đúng thờ lại hiện. Quá xịn sò luôn. Đúng giờ lại hiện. Giờ ăn thì nhiên hiện ra, ăn xong biến mất đi quên giờ. Khỏe re, không cần làm gì luôn. Lại có các loại áo báo đẹp đẽ, mũ bằng anh lạc, vô lượng ánh sáng, trăm ngàn diệu sắc, tự nhiên đầy đủ. Đây là nói phương tiện, đồ đạc, dụng cụ sử dụng hàng ngày. Cái chữ anh lạc có nghĩa là nó quá tốt đẹp rồi quý vị. Nó đầy đủ phương tiện, không thiếu một cái gì hết chứ. Đây là bổ nguyện Di Đà hiện ra đó, cho cái người dân ở thế giới cực lạc sống được đầy đủ tốt đẹp. Nhà ở đẹp đẽ xứng với hình tướng. Ý nói là người thế giới cực lạc bự lắm, bự không tưởng tượng được, mình không có khả năng tưởng tượng được. Nên nói thế giới cực lạc là một cái quốc độ mà chỉ có Phật cùng Phật mới hiểu tột cùng. Chúng ta thì dùng cái câu là không thể nghĩ và không thể bàn. Đó. Phải dựa vào kinh giáo thì mới dám nghĩ và dám bàn. Thì quý vị nghe bài kệ mà tán tán Phật A Di Đà, năm tu di quyển chuyển bạch hào, bốn biển lớn trong ngàn mắt biết. Nghe có thấy ớn không? Bạch hào là gì? Cộng lông mi. Hai cái cộng lông mi của ngài thôi. Một cộng lông mi mà năm tu di. Biết ngọn núi tu di chưa? Trong kinh Du Lan nói gánh cha gánh mẹ đi giáp hòn núi tu di cũng không trả ơn cho cha mẹ được, mà ý nói là ngọn núi tu di nó quá lớn. Chứ đâu có ai nói cái núi ở đây ở thế gian này đâu mà nói tu núi tu di. Một cái hòn núi tu di mà cổng cha cổng mẹ đi giáp hòn núi tu di cũng không trả ơn cho cha mẹ được. Có nghĩa là núi tu di nó quá lớn. Vậy mà cái cọng lông mi của Phật A Di Đà, bạch hào là cọng lông mi á, mí mắt á. Nó năm tu di mà quyển chuyển bạch hào, có nghĩa là năm ngọn núi tu di bằng một cái sợi lông lông mi của ngài quay quay quay. Vì nghĩ con người là lớn cỡ nào chưa? Bởi vì mình không có diễn đạt nổi là phải rồi. Hiểu không? Cái sự mà tán thán này kinh khủng quá mà. Mình nghe mình nói như mình nhỏ xíu vậy đi. Nó nói thật tôi nghe vậy tôi sợ, tôi không dám về cực lạc. Vì đâu năm tu di quyển chuyển bạch hào, vì cái người thế giới cực lạc bự dữ lắm. Tôi thấy cái người nhỏ này đẹp. Tại vì mình ở đây mình thấy cái người nhỏ mình đẹp. Thấy không? Chứ mình nhỏ xíu gì mà mình gặp mà Phật A Di Đà mình chạy mất dép luôn. Thật sự luôn á, nếu mà Phật A Di Đà mà đến rước mà ngài hiện cái tướng thật sự của thế giới cực lạc mà xuống đây mà rước mình gặp là mình sợ, mình hú hồn luôn. Mình nói có cái gì? Có cái gì cực lạc đâu? Trời ơi trời, cái gì đâu mà bự quá. Con sợ lắm, con không dám đâu. Sao dám gì cực lạc? Nhưng mà khi ngài đến tiếp dẫn thì ngài lại hiện cái tướng tương đối với mình, nhìn đẹp vô cùng để tiếp dẫn. Hay chỗ này. Hay không? Nó năm tu di mà nguyện diễn bạch hào mà bốn biển lớn trong ngàn mắt biết. Biển nào? Biển Thái Bình Dương. Biển Thái Bình Dương là dùng biển lớn đúng không? Bây giờ mình ở cõi này mình nói biển Thái Bình Dương đi. Mà bốn biển lớn trong ngàn mắt biết, bốn cái biển Thái Bình Dương nhập lại bằng con mắt Phật A Di Đà. Xanh sao chưa? Các vị thấy như thế vậy, vậy hiểu không? Phật tử mà đang coi trực tiếp công đoạn này nghe một cái quý vị thông cái tâm luôn. Mà muốn về cực lạc. Vậy mà quý vị về thế giới cực lạc là năm tu di quyển diễn bạch hào quý vị có vậy luôn. Bốn biển lớn trong ngàn mắt biết quý vị có vậy luôn. Nên thăng tướng người thế giới cực lạc rất bự, nhưng nhà cửa xứng với hình tướng. Ghê không? Nghĩa là cái nhà ở thế giới cực lạc bự cỡ nào chưa? Cái cây ở thế giới cực lạc bự cỡ nào chưa? Nên mới nói là ở ngay thế giới cực lạc nhìn vào cây báo thấy Phật mười phương thiết pháp. Đặc biệt chưa? Mê không? Quá tuyệt vời luôn mà. Đoạn nào mất tiêu rồi? Không tiêu rồi. À đây à, nhà ở đẹp đẽ xứng với hình tướng. Đoạn này đúng không? Lưới báo che phủ trên lưới treo linh, tất cả giao kết lẫn nhau cùng khắp. Ý nói là cái phương tiện mà trang trí thế giới cực lạc là nó kết hợp với nhau, nó reo lên tiếng.
Như mình ở đây mà mình gắn chuông vậy đó, để cho nó gió thổi, chuông gió thổi nghe hay á. Mà cái tiếng linh ở thế giới cực lạc hay lắm, vì về đi rồi biết à. Về chả biết liền à, nó giảng gì nó mới hay. Chứ mình nói ra tao nói mình xạo thì sao? Thì mình cứ dựa vô kinh mình nói cái này là hay, mà về chết rồi biết. Quý vị nghe kiểu này thì thôi, quý vị cố gắng để về cực lạc chiến đi. Nghe không? Nghe thầy tán thế giới cực lạc dữ quá, về cực lạc chiến đi. Mà muốn về thế giới cực lạc thì ở đây khổ vì chồng, vì vợ, vì con, vì gia đình, vì nghèo nàn, vì bệnh ung thư, bệnh này, bệnh kia, chịu khổ hết để về cực lạc. Đúng không? Nên Phật Thích Ca Mâu Ni ngày nói này, các con à, chịu khổ một đời ngắn ngủi tao à. Rồi niệm Phật, Phật trước về cực lạc. Ngài nói chịu khổ một đời ngắn ngủi, có nghĩa là cái cõi đời chúng ta sống này nè, là cõi đời này là chúng ta sống rất ngắn ngủi. Mà dù có khổ cũng là khổ ngắn ngủi, hãy chịu đựng, chịu khó, vui vẻ trả nợ đi. Rồi chân thật niệm Phật thì Phật trước về cực lạc, chấm dứt khổ đau. Hay không? Có hay không? Tới đâu rồi? À, ánh sáng chiếu diệu rực rỡ tráng lệ, lại có lầu gác bao lơn. Bao lơn là cái nhà này lớn quá. Nhà cửa phòng ốc rộng đẹp, vuông tròn lớn nhỏ, dù ở mặt đất hay trên hư không, thanh tịnh an ổn, vi diệu an lạc, theo ý hiện ra thảy đều đầy đủ. Trời ơi hay quá. Còn kinh số 1 có nghĩa là cái thế giới cực lạc á, là quang minh phổ chiếu, không có nhật nguyệt, không có các vị tinh tú là sao. Nhật nguyệt là mặt trời mặt trăng, không có luôn. Không có tinh tú, không có ngôi sao, mà toàn là thế giới cực lạc, là sống trong sự quang minh phổ chiếu từ bổ nguyện Di Đà. Các vị phải nhớ kỹ, thế giới cực lạc không có bằng đêm, không có bằng ngày. Cái này mới tuyệt vời. Nếu có bằng ngày thì có bằng đêm, nếu có bằng đêm thì có bằng ngày. Nên không có bằng ngày, không có bằng đêm. Đánh mắt luôn bằng ngày, đánh mắt luôn bằng đêm. Vì sao? Vì quang minh phổ chiếu, sống trong quang minh Phật A Di Đà. Nhà cửa cao lớn, vuông tròn nhỏ hẹp, tùy theo ý mình mà căn xứng. Có nghĩa là quý vị thích nhà bảy báo thì nhà bảy báo, quý vị muốn thích nhà nào thì hiện nhà đó. Quý vị muốn thích ở nhà gỗ chơi thì hiện nhà gỗ. Quý vị muốn nhà dưới đất thì nhà dưới đất, quý vị muốn ở nhà trên trời thì ở trên trời, muốn nhà giữa không trung thì giữa không trung. Mà nhà là một phương tiện, một công cụ để quý vị đi tha phương pháp giới để độ sanh. Cực kỳ hay, hay không? Thì nghe giống như Đức Lợi cực lạc xuống vậy đúng không? Nhưng mà nương dựa vào kinh đó, mới có cảm giác của Phật lực gia trì. Nên mình giảng nó trôi chảy rõ ràng cho vị dễ hiểu. Là Phật lực gia trì khi giảng tịnh độ, Phật lực chiếu chiếu xuống. Hiểu chưa? Phật mà phóng quang xuống là quý vị ở đây là mát mẻ ngon lành. Phật tử đang coi trực tiếp cũng được hưởng quang minh. Trời ơi. Thì nhớ nè, quang minh của Đức Phật A-di-đà soi gọi. Vì phải nhớ rằng nghe, cái quốc độ chúng ta đang ở, cái quả địa cầu của mình, mà đối với quang minh Phật A-di-đà mà soi gọi xuống, thì cái quả địa cầu của chúng ta bằng ngón tay này thôi à. Chứ bị biết đó. Tại vì mình quá nhỏ, mình có thấy cái quả địa cầu mình lớn đó. Chứ đối với Phật A-di-đà, đối với quang minh ngài phổ chiếu, thì cái quả địa cầu này như cái ngón tay chúng ta vậy. Chúng ta là những vi khuẩn nhỏ nhỏ nằm trong đó, đó. Nằm trong cái quả địa cầu đó đó, cho quý vị biết đó. Nên ngài mà một con người mà giảng tịnh độ mà hừng hực gì, mà khi người ta cầu sanh cực lạc này phóng một cái, là quả địa cầu này đều được tẩm ướp quang minh luôn. Số 1 quá đặc biệt luôn đó không? Nên Phật tử mà đang ngồi ở nhà mà nghe giảng như vậy thì cũng hưởng quang minh luôn. Chứ không chi người ngồi đây. Người ngồi đây là gọi là trực diện ngay trung tâm thành phố. Quá tuyệt vời quý vị thấy không? Thì nghe buổi giảng này tuyệt vời không? Cái tâm nó trộn, nó hưng khởi, cầu sanh cực lạc lên. À, bây giờ chúng ta đọc thêm 12 lời đại nguyện cho viên mãn luôn quý vị. Phát nguyện cầu sanh cực lạc nghe. Người sống nè, chư hương linh nè, cổ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ nè, ai chết chưa siêu nè. Bây giờ nghe bài giảng này buông cái tâm hận thù xuống đi vị ư.
đều chắp tay phát nguyện con buông tâm hận thù, con phát nguyện cầu sanh cực lạc. Nhớ nghe. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, thân thể không đau bệnh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm hồn không hôn mê. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, không tham đắm ngũ dục. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, tâm niệm Phật Di Đà. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, xả ly ta bà khổ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, hân nguyện về tịnh độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, con thấy kim thân Phật. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, Phật phóng quang nhiếp độ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài cho đến lúc lâm chung, liên hoa con hoa sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vạn sanh tịnh độ, hoa nở tâm khai ngộ. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vạn sanh tịnh độ, chứng ngộ pháp vô sanh. Kính lại Phật Di Đà, con nay xin phát nguyện thường xuyên đảnh lễ Ngài khi vạn sanh tịnh độ, chống viên thành toàn giác. Chúng ta nên phát nguyện niệm Phật cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở Tây Phương Cực Lạc nha quý vị. Hay gì đọc rồi. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.